để đôi ta. Đấy, xin chào các bác, em đang test một bộ gồm có phần đẩy Mỹ Crown 810, tuy nhiên đây là bản dày các bác nhé. Đấy, bản dày này thì nó chạy 24 sò, còn bản mỏng thì nó chạy 16 sò, thì bọn này là chạy 24 sò, công suất mỗi kênh là 450W, đây, 450W per channel này. Đấy, Made in Japan, Made in USA. Điện 120V các bác nhé. Đấy. Rồi em sẽ test một cách rất là mộc mạc cho các bác nghe. Rồi bây giờ quay trở lại cặp loa hôm nay thì em test là cặp loa sạc pin Vega Bass 40. Đấy. Cặp này thì tiếng bass của nó thì cực kỳ khủng rồi. Do đó thì các bác có thể thấy trên hai cái nắp loa thì em đã để một bên một con 800 dày của ra bên con 810 cũng của cả ra, không phải tự nhiên em để như này đâu, em để như này để nó tì xuống loa cho nó nặng, để khi mà đánh bát nó xuống sâu thì nó sẽ đỡ bị rung loa. Đấy, đây là một cách hay nhé các bác nhé. Do đó anh em nào mà đang chơi những cái dòng loa kiểu sạc pin bát 40 mà đánh nó rung ấy, về nếu mà anh em mà thô thì anh em làm cục bê tông khoảng tầm 50 cân các bác để trên nóc loa này, vuông vuông ấy. Còn không thì bác thích đẹp thì các bác để mấy cái chậu cây nặng nặng của mấy chục cân lên, vành tì xuống nó mới chất. Đây là cách test mới các bác nhé. Test đánh như này thì tiếng nó mới đánh, nó mới sướng được. Đấy. Đấy các bác nhìn nhá, chồng đầy của em này. Đấy, còn không anh em nào mà thích thì có thể để mấy ông Phật Di Lạc trên này. Có thể hợp lý này. Rồi nói vui vậy thôi. Cơ bản là khoe cái lô đẩy hôm nay em về thôi. Đây, lô đẩy em về hôm nay rất là chất. Toàn hàng Mỹ và toàn hàng dày nhá. Crown 810 và 800 nó có hàng dày và hàng mỏng. Lô này em về toàn hàng dày hết. Hàng dày đó như nào? Hàng dày là chiều cao, bề dày của cái đẩy nó dày. Và hàng dày nó khác hàng mỏng gì, hàng dày đánh nó cái độ lì tiếng của nó sẽ chất hơn và nó chạy công suất nó chạy nhiều sò hơn. Như hàng mỏng chạy 16 sò thì hàng dày chạy 24 sò, tức là hơn 8 con sò. Và 8 con sò thì anh em ra chợ anh em hỏi bao tiền cân sò là anh em sẽ biết là nó đắt hơn cái loại 16 sò là bao nhiêu tiền. Đấy các bác nhá, loại em về 810 và đặc biệt là có con 1610. Con 1610 của Crown thì nó công suất nó rất là lớn. Bây giờ em sẽ quay luôn đằng sau con 1610 các bác nhá. Chủ yếu là 810 và 800 thôi nhá. 1610 em có một con thôi. Đây, còn 1610 là dưới cùng. Con này thì công suất nó rất là lớn. Công suất tổng công suất nó là 1660W. Đây là chia ra làm đôi, tức là 830W. Đấy, per channel, channel là một kênh nhá. Per là mũi một đấy, tiếng Anh người ta dịch ra này là 830W mỗi kênh. Đấy, điện 120V, Made in Japan, USA. Đấy, các bác nhìn nhá, thông số em để các bác nhìn. Thì với cái cấu hình của những cái con này thì anh em chơi được những gì?
Thì ví dụ như con 800 và 810, cái chồng trên này này, thì anh em hoàn toàn có thể chơi được. Thậm chí kể là những cặp loa 2W40 sạc Vimega dòng mà XLS215 trước em có giới thiệu cho các bác đấy. Đấy, thì các bác hoàn toàn có thể chơi được nhá. Đấy, còn những cái cặp phổ thông như thế này, trong top và top 2, những cái dòng 351, tuy nhiên những cái dòng bát 40 là cái dòng 1W40 thì là dòng top 2 thôi, trong top 2 thôi. Còn top đầu của nó là dòng 2W40 cơ. Cái dòng này là 1W40 thì những cái con đẩy này anh em hoàn toàn chơi được nhá. Và vừa rồi các bác nghe em chơi direct. Tuy nhiên với những cái cặp này, với cấu hình này thì tiếng bát của nó thì cực kỳ phê rồi. Vừa rồi em có test mộc cho các bác thấy tại sao mà về Việt Nam anh em rất là ưa chuộng dòng Crown. À, những cái con đẩy này nó tầm trên 10 triệu thôi, nó rất là hợp lý mà được hàng Mỹ ship. Có một cái đặc biệt của bọn này là công suất khỏe này, nhưng mà phần tiếng nó rất hay. Đẩy thì đương nhiên là không có chỉnh bát tép, anh em phải hiểu nhá, đẩy là không có chỉnh bát tép. Nhưng mà dòng Crown thì cái phần âm sắc của nó rất là tốt, do đó anh em có thể chơi direct như này, chơi mộc trực tiếp, chơi thẳng như này, nó vẫn cho chất âm rất là hay. Đấy, tiếng nó rất là sạch sẽ và nó rất là tự nhiên. Bây giờ em sẽ bật thêm cho các bạn nghe thử tiếp đoạn nhạc nữa, với kiểu cấu hình em gọi là rất là thích này. Nó là volume từng vế các bác nhá, các bác nhìn này, CH1, CH2 này, ví dụ đây. Đấy, các bác cho lên này. Đấy, từng vế một. Loa thì các bác đấu ở đây nhá. Đấy, nó có âm dương này, cộng này. Đây các bác nhìn này, đây là một chiếc này. Một chiếc là có âm và dương này. Số cộng là dương này. Còn đây là cái hình nối đất này, tức là âm. Đấy, thì loa này, dương mình đấu vào dương của loa, âm mình đấu âm. Đấy, thế nhá. Những cái dây này. Đấy, các bác vặn lên thôi. Đây là đường vàng. À, rất là đơn giản nhá. À, con này nó hai lỗ thở luôn các bác nhá. À, em lại bật tiếp cho các bác nghe. Nếu mà cấu hình này, nói thêm chút không mà tí quên. Nếu mà trường hợp cấu hình này mà anh em nào mà ghép thêm vàng, anh em đấu vàng thì anh em đấu thêm một cái dây mát. À, nối một cái dây mát thì các bác có thể quấn cái dây điện bất cứ một cái ốc nào trong nối lên cái mát của con vàng. Còn khi hát thì anh em sẽ cho cái volume của cái này lên lên nhỉnh lên như này, qua 12 giờ đi. Đấy, thì nó sẽ hay. Tiếng rất là hay. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. À, có thể anh em vào kênh YouTube để xem những clip của Thắng Auto, hoặc là vào website âm thanh nội địa.com để tham khảo những cái dòng khác.
Cái web thì không cập nhật nhiều, không update nhiều bằng trên kênh YouTube đâu. Nếu mà anh em muốn cập nhật nhiều hơn thì anh em có thể vào kênh YouTube của Thắng Audio. Các bác vào YouTube bác gõ Thắng Audio nó sẽ ra ngay. Đấy, hiện tại được 77.000 subscribe rồi. Hy vọng trong thời gian ngắn nữa sẽ được khoảng 100.000 subscribe. Thì đấy sẽ hy vọng anh em ủng hộ để làm được nhiều chương trình hay hơn cho các bác. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.